Việt Nam một lần nữa lên tiếng mạnh mẽ phản đối việc Trung Quốc tiếp tục tiến hành các chuyến bay thử nghiệm trên một hòn đảo Bắc Kinh vừa bồi đắp ở quần đảo Trường Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Trung Quốc ngày 6 tháng Giêng hạ cánh thêm 2 máy bay dân sự cỡ lớn xuống đá chữ thập, 4 ngày sau khi cho đáp một máy bay khác trên cùng phi đạo, khiến Việt Nam gửi công hàm ngoại giao phản đối. Tại cuộc họp báo ngày 7 tháng Giêng, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình tuyên bố đây là hành động xâm phạm một cách nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, đe dọa hòa bình ổn định trong khu vực. Vẫn theo lời ông, Việt Nam kiên quyết yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động đó, tôn trọng luật pháp quốc tế và không làm phức tạp thêm tình hình. Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của Trung Quốc đáp xuống đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa đã gây quan ngại cho Việt Nam và Hoa Kỳ. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết, trong cuộc điện đàm ngày 6 tháng Giêng, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh đã chia sẻ những quan ngại chung. Đôi bên bày tỏ quan ngại về khả năng Trung Quốc quân sự hóa các tiền đồn ở Trường Sa và đồng ý với nhau rằng các hành động này tiếp tục làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Vẫn theo lời người phát ngôn Kirby, dịp này Ngoại trưởng hai nước Việt-Mỹ đã quyết định tìm cách thức để làm sao cải thiện tốt nhất nhận thức về các vấn đề hàng hải cũng như khả năng an ninh hàng hải cho Việt Nam. Bắc Kinh chưa lên tiếng bình luận trước phản ứng từ Washington và Hà Nội. Nhưng sau khi loan báo chuyến bay thử nghiệm đầu tiên ra đá chữ thập hôm thứ Bảy vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh khẳng định các chuyến bay này thuần túy mang tính dân sự.